Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức lễ phát động cao điểm ủng hộ phòng chống COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị chung tay hỗ trợ Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt dành nguồn lực để đóng góp quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo quận Thanh Khê cùng đại diện các phường, các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận Thanh Khê đã tham gia đóng góp nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cuộc chiến với đại dịch, kịp thời chia sẻ khó khăn với các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời góp thêm nguồn tài chính bền vững cho quỹ vaccine, đảm bảo công tác an sinh xã hội.